Mà anh mới ra mở xưởng ấy, cái khó khăn lớn nhất là gì? Tiền vốn ban đầu. Khoản đầu tiên thì hai anh em, mỗi anh em có 4-5 triệu tiền, vẫn là tiền đi vay chứ không phải là làm tích góp được. Xong cứ làm dần, làm dần đầu tư thêm được khoảng 2-3 năm là xây dựng được một xưởng to đùng luôn. Xưởng với anh rất là chuyên nghiệp, thấy xưởng anh quy mô lắm. Lúc đầu tiên là mua được cái máy, mình nhớ mãi cái máy Autocom của OVD Việt Nam 3,5 triệu sao. Máy chẩn đoán. Khởi nghiệp từ con Autocom ra. Còn đồng tiền lại đầu tư ngược. Thế làm ra bao nhiêu thì lại đầu tư ngược lại xưởng bấy nhiêu. Đang đấy không? Cái tinh thần khởi nghiệp nó ghê luôn. Bây giờ bớt rồi. Có anh em mà tối thì làm máy ngày bảo dưỡng, làm cả ngày cả đêm, làm cả ngày cả đêm. Mình trước khi mình mở xưởng là mình ngủ mưu lâu mà. Là mình tiếp cận khách hàng từ trước ấy. Thời gian cũng là cố vấn từ nhiệt tình với khách hàng. Sau này khi mà mình ra mở xưởng thì khách hàng ấy ủng hộ mình không? Đúng rồi. Mình ra mở xưởng rất là chẳng để ủng hộ nhiều. Tốt. Mình có một cái thời gian mà mình thấy mình tiếp cận khách hàng tốt là lúc mà mình làm cả cái công tác bảo hành cho khách, nhân viên bảo hành của hàng cũ. Thấu hiểu khách hàng thôi, tâm sự nhiều khi đừng cho chửi thì thằng lừa tiếng luôn. Ngày xưa là nếu mà nói chửi thì chửi hơi nhiều luôn. Tại vì khách là, chửi à? Khách chửi ấy, là sơn lệch màu này, giao không đúng hẹn này, là xe hỏng này, bảo hành rồi phát sinh thêm vậy. Mà có nhiều vụ mà chửi oan ấy. Nhiều khi xe khách hàng người ta có những cái vết chảy xước nhỏ đấy, nhưng mà vào rồi cố vấn dịch vụ không để ý, không kiểm tra kỹ, tí nữa là khách hàng đến nhận xe thì bắt đầu đi kiểm tra một vòng quanh xe mới phát hiện vết xước.